Chào các bác nhá, hôm nay là ngày 16 tháng 3. Anh em kỹ thuật của Zika đang có mặt tại Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc để bàn giao cấu hình combo VK938 kết hợp với đẩy 7 DAC, mic VK321 và nâng tiếng CB900 cho anh Trung. Anh ở Đồng Văn, Yên Lạc, anh Trung đang dẫn đường này. Các bác cùng chờ đội ngũ của chúng em vào nhà để lắp đặt bàn giao cho Trung nhá. Vâng, và anh em kỹ thuật của Zika chúng em đã lắp đặt cũng như là bàn giao xong cái cấu hình VK938 kết hợp với đẩy X7 DAC, một nâng tiếng CB900 và một mic VK321 cho anh Trung ở Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Đây, sau đây các bác cùng nghe một đoạn nhạc nhé, để anh Trung anh cũng nghe đây để test một đoạn nhạc cho các bác cùng nghe đây. Cặp VK938 đây, bass 40. Rồi, dòng loa của hãng Quy Quất nè. Đây là đồng bộ thiết bị của hãng Quy Quất cho con nhé. Nghe có vẻ chất nhạc cực kỳ chất luôn ạ. Đấy, bass đánh rung nhà rồi. Khi mà mình kết hợp đồng bộ của một hãng ấy, thì nghe cái tiếng chất nhạc nó sẽ rất là tuyệt vời. Còn không thì mình có thể ghép với âm ly với đẩy. Nhà các bác có đẩy với âm ly rồi thì có thể mua thêm cặp loa này nghe cũng rất là hay ạ. Còn nếu mà để chọn bộ được một bộ sản phẩm của hãng Quy Quất ấy, thì cái chất âm nó sẽ gọi là hoàn hảo. Anh Trung này rất là đẹp đấy, toàn màu gỗ thôi.